Đây. Sắp như thế này đây. Thông mệt chào cả nhà nhé. Chúc cả nhà một buổi chiều vui vẻ bên gia đình và người thân, và luôn được có nhiều sức khỏe. Thì lúc này đi thông check cái số các bạn ạ, để lên trên cái rừng, đám rừng trên kia thì có tổ ong nó chia đàn, nó đầu trên cây á, thông để hút về nuôi. Thì vừa đi ngang đấy thì phát hiện cái tiếng con ong đen các bạn ở đấy nhá. Đó. Đi lên được nó kêu u u, thì thông này dừng lại để bắt cái tổ này đây các bạn. Nếu có thời gian thì mình hút tổ đến kia sau nhá, chui vào đây các bạn. Trong cái hang này đấy, đám đen là trống nha các bạn, không ai nhìn thấy nhá. Mà trong màn hình thì rất là rõ lắm đó. Chứ xong này hơi khỏi và diễn hành đao bữa đến nha các bạn. Mọi người đang theo dõi video của Thống, đừng quên cho Thống xin một like, một đăng ký nhé. Thống xin cảm ơn mọi người rất là nhiều. Nó nằm ở dưới ủ mũi xấu như thế này thì Thống đao xuống đi nó bị sập ra mấy miệng các bạn. Đây. Bên kia thì không có phần hóa, không có mật nhé. Đây các bạn này, cũng được nở hết đấy nhá. Bên cái mật này, mật nha các bạn. Hai miệng như miệng đầu tiên thì không có gì nhá. Trong này con thấy chụp mật các bạn. Đùng nhẹ lên nhá, nó rơi ra hết. Toàn là phần hoa về mật không. Dưới này thì có một chút ấu trùng. Cái hàng này rất là sâu các bạn, dơ nó đâu, trụn vào trong nhé. Có vẻ như ăn, nó ăn lên trên đây. Thôi mày chọt một chút nữa. Quá wow, mật các bạn ơi. Mật chạy. Đây. Sắp như thế này đây. Chọt ra, chọt đất xuống các bạn. Đây. Mặt trắng là phần mật nha các bạn. Nếu mà kịp thời gian thì Thông sẽ lên xem tổ ong kia nha các bạn, để hút về nuôi. Bên nuôi không có mình bán lại cho người ta được các bạn ạ. Nằm ngang như thế này khó lấy ra. Bẻ nghiến như thế này mà ra được các bạn ạ. Xịt như thế này. Ít nữa. Cái này thì khá dài các bạn.
chỗ này đã khá dài đấy. Đó. Ba tức. Gãy bên này nè các bạn. Gãy. Này đi à. Ngõ gì nhá. Chỗ này có mù chuỗi đây các bạn. Nó có ông đực ra nó có mù chuỗi nhá. Chỗ để nó tạch đàn này các bạn. À, thông cát không được sạp cho nên được một chút mệt đến nó chạy hết các bạn. Trên phần trên này cũng có mệt nha các bạn. Phần đến này cũng có mệt. Bể ra. Cổ trung này còn nhiều quá. Hai miệng ngắn có mệt các bạn. Con nó miệng cổ trung được. Tốn được các bạn này. Nở nhá. Nở bây giờ nó bơm mật vào nha các bạn. Đây, mù chuỗi đây. Đây có cái mù chuỗi này các bạn này. Một miệng này. Quấn trụ nó. Cái hàng này rất là xấu. Quấn trụ nó trong hết đây các bạn. Đó. Đây. Kết quả đây các bạn. Được mấy miếng đầu tiên này có mệt thôi. Đó. Hầu như 3 miếng sau này nên kém này. Đến dần. Cái miếng đầu tiên là hơi khá một chút các bạn. Thông xe lách mặt bỏ vào cái hộp các bạn ạ. Và lên xem tổ ong ở trên này. Nếu mà nó chưa đi thì thông xe bắt nha các bạn. Đây nha các bạn. Tổ ong mật vàng nha. Tổ này rất là khủng. Nhưng mà cao quả thông vững tới. Bây giờ phải dùng cái cưa để cưa cho cái này nó nghiêng xuống từ từ các bạn ạ. Nhưng mà không biết có kịp hay không. Bây giờ thì đã mưa lắc cắc nha các bạn. Lời như đứng bắt nửa chừng thì nếu mà mưa thì thông phải chạy qua cái lều bên kia các bạn. Thì làm được tới đó tôi làm nhé. Thì đồ ong lớn quá thì cũng thấy ham các bạn. Tôi bắt về núi thì nhanh cho mệt nhé. Chứ thông để tiện hay cưa là các bạn ạ. Thông là chặt thì nó ngả một cái râm thì ong nó bay ra gần hết đây các bạn. Và trời cũng mưa về gần tới nơi đấy nha các bạn. Trời về gần tới nơi rồi. Mà bây giờ ong nó bay ra rồi như thế này rồi thì không biết có tìm thấy được con ốc chúa này thấy nữa hay không. Mà thời gian thì không cho phép nha các bạn. Đó. Thông thử xem. Nó rơi ra các bạn ạ. Nó rơi ra đây giờ nó bám lại đây. Con có một số thì nó còn bay chưa về. Hơn nữa trời đang mưa đấy nha các bạn. Đó. Thì thông xin video thông xin được kết thúc tại đây. Tổ ong này thông sẽ bỏ cuộc các bạn ạ. Vì đường còn xa cho nên thông phải tranh thủ trụ mưa xong rồi thông về nữa. Chào và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo nhé. Đó. Mưa đấy nha các bạn.